Bây giờ tiếp theo cái ngữ pháp hôm trước mình học. Hôm trước mình học là tà ca bồ nhân, người ta có thể lược bỏ ca đi thành là ta bồ nhân thôi. Rất là nhiều trường hợp người ta sẽ nói là ta bồ nhân thôi. Người ta sẽ không nói là tà ca bồ nhân, người ta sẽ lược hết. Và trong một số văn viết cũng thế, người ta lược bỏ ca đi hết. Nhưng mà cô ghi cho vào để là gì đây, cho các bạn sau này lỡ có một trường hợp mình dùng thấy tà ca mà mình thấy bồ nhân nữa thì cũng là nó đấy, ca bị lược bỏ. Thà dư chứ là không thiếu. Thà ghi dư ra để cô nói mai mốt có lược được thì các bạn lược được. Để mình mai mốt mình nhìn thấy câu chú khác, mình nhìn thấy ca vào trong đó thì mình tưởng đâu là nó là câu chú khác. Thì hôm nay tiếp theo mình học cái ngữ pháp tương đồng với cấu trúc đó, đó là tà tà ca ninh. Nhưng mà để phân biệt giữa hai cái này thì hôm trước cô chưa cho là ví dụ, cô để học hết hai cái này là cô cho sẽ cho ví dụ luôn. Các bạn đợi một tí nhé, nhưng mà bút cô đã hết rồi. Mình sẽ tiếp tục một cái ngữ pháp mà nó cứ cái nghĩa cũng bị tương tự như thế, đó là động từ tính từ đi với tà ca nư. Cấu trúc hôm trước mình học là động từ đi với tà ca nha. Cô đọc mà cô lại viết ngược tà ca nha. Hôm trước mình học là ta bồ nhân hoặc là ca, có thể cam đây nhưng mà đa số là lược bỏ ta bồ nhân. Nếu như cứ tiếp tục làm hành động gì đó thì sẽ xảy ra cái kết quả phía sau. Cái kết quả phía sau đó là kết quả tốt hay kết quả xấu gì cũng được đối với ta bồ nhân. Tốt hay xấu, kết quả tốt phía sau nó là kết quả tốt hay xấu không quan trọng, ta bồ nhân vẫn sử dụng được và ta bồ nhân chỉ đi với động từ. Nhưng ở đây có một dạng ngữ trúc là tà ca nưng. Tà ca nưng chứ không phải là á chết tà ca ơ, tà ca hoặc là động từ tính từ đi với tà ca nha. Đó, dạng là tà ca nưng. Rất nhiều là cái tà ca nó xích 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 nhau một tí xíu thôi. Cho nên là hiện đây khi các học cô cho các bạn học xong rồi cô nhấn mạnh lại một lần nữa để sau này các bạn đỡ phải nhập. Thì ở dạng này nó cũng có nghĩa là nếu như các bạn tiếp tục làm hành động nào đó hoặc trạng thái nào đó thì sẽ có kết quả, nhưng kết quả hoàn toàn ở phía sau là kết quả xấu. Bây giờ các bạn ghi đi cho chắc ai. Nó cũng giống nghĩa, nó cũng giống y chang như thế, nhưng mà nhấn mạnh ở phía sau của nó là kết quả gây ra một kết quả xấu thật. Bây giờ cô đọc lại nha. Cấu trúc này diễn tả một hành động hay một trạng thái nào đó. Cấu trúc này diễn tả hành động hay trạng thái nào đó cứ tiếp tục xảy ra thì hành động hay trạng thái nào đó cứ tiếp tục xảy ra thì sẽ có kết quả. Kết quả. Nhưng là kết quả xấu. Xảy ra sẽ có một kết quả là đây, kết quả xấu ở trong trường hợp này. Cái việc gì đó liên tục xảy ra nhưng tà ca nương này đằng sau nó chỉ hợp với kết quả xấu thôi, không là kết quả tốt. Ví dụ như hôm trước cô ví dụ cho các bạn, nếu như các bạn có chăm chỉ học tập như thế này thì tiếng Hàn của các bạn sẽ trở nên nâng cao hơn, tiến bộ hơn. Nhưng thằng này thì không. Thằng này cũng có nghĩa là nếu tiếp tục làm gì đó
thì sẽ xảy ra việc gì? Nhưng mà xảy ra việc xấu. À, nó khác nhau nha. Tuy là nghĩa là xem nhau. Điều hồi nãy cái thằng hôm trước mình học điều là gì đây? Nếu tiếp tục gặp gì đó thì sẽ xảy ra cái nguyên nhân gì đó. Nhưng tốt hay xấu không quan trọng. Có thể là nguyên nhân tốt, có thể là nguyên nhân xấu. Nhưng nó chỉ đi vào động từ. Còn thằng thứ hai này, nó đi với cả động từ tính từ. Nhưng mà cái ưu điểm của nó, có ưu điểm là đi cả động từ tính từ. Nhưng mà cái khuyết điểm của nó là chỉ đi với mệnh đề xấu thôi. Nó đi với mệnh đề tốt sẽ không được sử dụng. Như cái câu ví dụ hôm trước cô nói với các bạn, cho các bạn làm là cứ tiếp tục chăm chỉ làm việc như thế này hoặc là chăm chỉ học tập như thế này thì các bạn sẽ đạt được một kết quả tốt. Nhưng cái thằng tà ca nên thì không. Thì bây giờ cô sẽ cho ví dụ. Ví dụ thứ nhất, nếu như các bạn uống rượu khi lái xe, hoặc là nếu như các bạn uống rượu rồi lái xe cứ tiếp tục như thế này thì sẽ dễ gây tai nạn giao thông, hoặc là sẽ dễ xảy ra chuyện lớn. À, có phải là mệnh đề xấu không? Tai nạn giao thông là mệnh đề rất là xấu. Thì tà ca nương này nó đi với cái câu này hợp lý. À, nếu như uống rượu lái xe hoặc là uống rượu khi lái xe, à, un sun rưng mà si có gọi gì đây, uống rượu gọi lái xe un chân ha tà này bỏ tà đi, un chân ha tà ca nữa thì là gì đây, dễ gây tai nạn giao thông hoặc là xảy ra chuyện lớn đấy. Khưng yên nai ạ, khưng yên là chuyện lớn này, xảy ra chuyện lớn. Khưng yên đi nai ạ, khưng yên đi nai ạ. Chỗ này mình cũng có thể dùng ta bồn nhân được nhé. Tại vì ta bồn nhân kết quả tốt hay kết quả xấu gì vẫn được. Và chỗ này nó cũng là động từ. Cho nên ta bồn nhân và tà ca nhân gì cũng sử dụng trong câu này được. Tại vì ta bồn nhân nó ưu điểm là có mệnh đề xấu hay mệnh đề tốt thì nó cũng sử dụng được. Chỗ này nếu như cô không muốn dùng tà ca nhân thì cô dùng ha ta bồn nhân. Đó, khứng gì đi à. Chúng ta mà sẽ có ôn chân ha ta ha gà ta ha ta ca nữ hoặc là ha ta bổ nhớ khưng đi nại ồ, khưng in đi nại ồ. Chỗ này cũng ta bổ miệng cũng vẫn ok. Rồi tiếp theo, bây giờ cô nói là thời tiết mà cứ lạnh như thế hoài ấy, thì sẽ dễ bị cảm hoặc là gì đây, sẽ có nhiều người mắc cảm, mắc bệnh cảm đấy. À, thì bây giờ cô có, bây giờ nó có đi với tính từ thì mình phải chia tính từ bình thường. Nếu như thời tiết cứ là như thế, iroke nại shika đi, thời tiết hoặc là gì đây, à mình không có nại shika ra, iroke kê sốc, iroke đằng trước cũng được mà nại shika đằng trước cũng được. Nại shika iroke hoặc là iroke nại shika. Chúc ta cả nín. Tại vì tính từ đi được thì cô đi với tính từ. À, chúc ta bỏ ta đi. Chúc ta cả nín. Thì là gì đây? Cam kie koriki siwa yo. Hoặc là gì đây? Mã nín sa ram từ đi. Cam kia cờ li ki siêu hoặc là gì đấy, e ki tư đi, em bé, những em bé sẽ dễ bị cảm. A ki tư đi cam kia cờ li ta cờ li ki siêu cái này mình cũng học rồi, ki ship ta, à, học ở bài 6 ưng hang làm cái việc đó dễ dàng. Iroke nại xin ca chúc ta ca nữ Akitere cảm kia Koriki suy gọi.
đều là mệnh đề xấu đúng không? Đều là mệnh đề không mong muốn. Nhưng được cái ưu điểm là nó đi luôn cả với động từ, được, ok, à, đi luôn với cả tính từ. Rồi tiếp tục. Ví dụ như cô nói nếu các bạn lười học tiếng Hàn, nếu các bạn không học tiếng Hàn hoặc như thế này thì sau này các bạn sẽ hối hận chẳng hạn, như thế nào đó. Ví dụ như mình không là học, mình là chơi hoặc là hoặc là lười học đấy, thì sau này mình lỡ như mình muốn làm gì hoặc là mình muốn cái sử dụng tiếng Hàn để làm cái gì đó, nhưng mà mình sống ở đây 5, 6, 5 năm, 10 năm rồi mà mình tiếng Hàn mình lại không biết nhiều hoặc là không biết viết, không biết gì đó, thì lúc đó mình sẽ hỏi rằng ước gì khi bắt đầu vào Hàn mình học tiếng Hàn đi, mình học tiếng Hàn cho giỏi đi rồi mình là hãy làm sao để sau này mình có đỡ phải hối hận chẳng hạn. Thì ở đây ví dụ như là kuruke công bố ảnh ham nhá, hoặc là không học lười biếng đấy, keru tà đấy, lười nhác đấy, keru tà, thì sau này lười nhác đấy, không học tiếng Hàn hoặc là học tiếng Hàn một cách gì như thế nào đây, bây giờ diễn tả hơn cái lười nhác là cơ đưa tạm, mình học lười nhác rồi ha, bây giờ ví dụ như thế, ví dụ một câu để phân biệt cái này nha. Hiroke công bố ảnh ham nhá, nếu như không học như thế này ảnh ha tà ca nưng nha, nhầm, bây giờ đang kê sót, nếu như không học cứ liên tục không học như thế này ha tà ca nưng thì là gì đây? Na chung nghe ui là hối hận. Hu huê hành coi ẻo. À, thiếu chữ hu. Hu huê hành coi ẻo. Như cô nói chỗ này cũng giống như ta cả nên, nếu mà mình dùng gì đây, ta bụng nhân kê sóc cũng được mà không có kê sóc cũng được, cũng có nghĩa là liên tục cho kê sóc vào để nhấn mạnh thôi. Iroke kê sóc cũng mua ảnh ha tà ha ha ta cả nước thì là nói chung nghe hú hết hẳn cười. Nhưng mà cái câu ta cá nhân chỗ này dùng được nha, nhưng mà cái câu cô nói đấy, nếu như tiếp tục cứ chăm chỉ học như thế này thì tiếng Hàn, năng lượng tiếng Hàn của các bạn sẽ trở nên giỏi hơn, thì không dùng ta cá nhân được, tại vì đó là mình để tốt tiếng Hàn các bạn sẽ trở nên giỏi hơn đó. Nhưng mà chỗ này ta bổn nhân sự thay thế cho ta cá nhân được, mình cũng có thể nói iroke kombu an ha ta bổn nhân na chung e hu he han koe. Thằng này có thể thấy được, tại vì thằng này mệnh đề xấu, mệnh đề tốt cũng ok. Nhưng đối với mệnh đề tốt, hôm qua toàn là mệnh đề tốt, cô cho toàn là mệnh đề tốt, thì thằng đặt cái này không thể thấy được. Thì bây giờ cô cho vài câu các bạn làm thử nha. Nếu như mệnh đề tốt, thì các bạn dùng ta bổn nhân. Nếu như là mệnh đề xấu, các bạn cảm thấy là mệnh đề xấu, các bạn cho cái gì nó hợp lệ, thì các bạn dùng ta cá nhân. Nếu như trong đó có tính từ thì chỉ có thằng tạ ca nâng lại sử dụng được thôi. Câu thứ nhất. Bây giờ nếu như
tục nhịn ăn. Như thế, nếu như cứ tiếp tục nhịn ăn như thế thì sẽ rất là mệt và sẽ rất là mệt rồi sẽ ngất đi. Nếu như cứ tiếp tục nhịn ăn như thế thì sẽ rất là mệt rồi sẽ ngất đi. Rồi tiếp theo, nếu như kinh tế cứ không tốt như thế thì tìm việc sẽ thêm khó khăn. Cái việc tìm việc đấy sẽ thêm khó khăn. Rồi, tiếp theo. Nếu như ăn mì vào mỗi sáng như thế thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tiếp theo, từ tiếng Việt là từ câu nào em? Câu 2 hả? Dung ghi xong chưa? Dung đọc cho bạn Lan Hậu coi. Nếu như kinh tế cứ tiếp tục không tốt như thế đấy thì là gì đây? Tìm việc sẽ trở nên khó khăn. Câu tiếp theo, nếu như cứ tiếp tục nói chuyện với người Hàn đấy thì mình có thể nói một cách tự nhiên hơn, thì mình có thể nói tiếng Hàn một cách tự nhiên thì mình sẽ nói tiếng Hàn một cách tự nhiên. Rồi, câu tiếp theo. Nếu như cứ chăm chỉ làm việc như thế
Nếu như cứ chăm chỉ làm việc và cố gắng như thế nha. Nếu như cứ chăm chỉ làm việc và cố gắng như thế. Nếu như cứ tiếp tục chăm chỉ làm việc và cố gắng như thế. Thì chúng ta sẽ đạt được điều mà mình mong muốn. Chúng ta sẽ đạt được điều mình mong muốn. Rồi bây giờ có từ gì mà các bạn không biết thì các bạn hỏi cô nha. Nhiều hay từ quên. Ví dụ như mình có là ảnh hưởng đến sức khỏe thì mình có cơn ta nghi he chi ta. Cơn cảm ứng he chi ta. Cơn cảm ứng cơn cảm ứng he chi ta. Sư đôi chị ta ngất đi. Sư này hai chữ sợ nha. Sư đôi chị ta. À, cha dân sư rất ta. Cha dân sư rất. Chayan surata. À, đạt được điều gì mong muốn. Mình có thể nói là mộ tưng y đó, hoặc là mộ tưng in hakoshipper chán tê ta. Còn không là iru ta. Iru là đạt được đấy. Còn không mình chán tê ta cũng ok, câu này nó cũng sẽ hay hơn. Thì tất cả mọi việc sẽ được suôn sẻ, sẽ được theo mình muốn. Chẳng tê là này nó có rất nhiều nghĩa. Suôn sẻ này, được tốt này, được như mình mong muốn này, chạy tê tà. Cái từ cửa miệng người ta hay dùng từ chạy tê tà này. Còn mình có từ đạt được, đạt thành, mình có học vào từ mới rồi đó. Iru chi tà đấy. Mộ tưng so won. So won là ước nguyện, hoặc là gì đây, cái nguyện vọng. So won của mình. Iru chi tà. Còn không mình nói là gì đây? Hako shippun iru chante. Hoặc là không in nữa mà là cái việc mình mong muốn thì hako shippun kot. Hoặc là kờ. Nhịn ăn, nhớ cô bữa hôm mình có ghi rồi mà ta. Hình như là cô nhớ nhận mình lớp 4 gì á. À, mình lớp 4. Cun ta. Cun ta. Cun ta, nhịn ăn.
Surajida. Ở đây. Surajida. Rồi, ok hết chưa? Bây giờ có mấy câu đây, Lan làm xong chưa? Làm tới đâu rồi? Đây à, à cứ làm đi nha. Dung làm tới đâu rồi Dung? À, làm đi nha. Cha rang sữa cha dân surat ta. Cha dân surat ta. Có thể nói tiếng Hàn một cách tự nhiên. Các bạn xem mảnh đề nào tốt thì các bạn dùng ta bổ nha. Các bạn đề nào xấu thì các bạn dùng tả cánh nè. Thì ta bổn nhân dùng cả mệnh đề tốt và mệnh đề xấu, như ở đây mình đang vừa làm bài vừa đang phân biệt.
mong muốn những cái điều mà mình muốn đi phải chia về gì đấy, chia về định ngữ điều cái mà mình muốn đạt được, cái mình muốn đây đạt được là chạy tê tà, có thể đạt được iru chi tà, nhưng mà chạy tê tà này có thể dùng nó nhiều hơn. Chạy tê tà này dùng rất là nhiều là suôn sẻ này, đạt được này, hoặc là chạy tê tà mọi việc được suôn sẻ, mọi việc đều đi một mức là gì đây, tê tà là được hoặc là trở nên đấy, trở thành đấy, chạy tê tà được trở nên như thế nào, được trở thành như thế nào đó. À, chạy tê tà được trở thành tốt, được trở nên tốt, đạt được tốt. Rồi xong chưa? Bây giờ cô gọi ra đọc nha. Bây giờ có mấy câu đi Lan. Bốn câu à? Cô nhớ đọc nhiều lắm mà ta. À, Dung có mấy câu đi Dung? Dung chết được hết không Dung? À, gì đây một câu gì là Lan làm cho cô hai câu đầu đi. À, hai hai câu cuối. À. Nếu như cứ nhịn ăn như thế thì sẽ bị mệt, rồi sẽ bị ngất. Kê sóc cùn cun ta. À, kê sóc cun ta bổ nhớ. Nhưng mà đây là mệnh đề xấu mà. Mình dùng ta ca đi. Cun ta. À, ta ca nưng. Mệnh đề xấu tuy là ta bổn nhân vẫn sử dụng được, nhưng mà mình muốn cho vào mệnh đề xấu, mệnh đề tốt để mình làm hai cái luôn. Ở đây ta bổn nhân vẫn ok, tại vì ta bổn nhân cho phép mệnh đề xấu và cả mệnh đề tốt. À, nhưng mà mệnh đề xấu thì mình nghiêng về thằng này đi, mình để mình làm dễ, để mình đề tốt để mình làm thằng này. À, kê sóc quân ta kutun, anh em nhé, quân ta cả nước thì là gì đây, him tinh tạc. À, him từ r so cô nà so không đi với tính từ. À, chỉ xảy ra hành động thôi. Cô nà so không đi với tính từ nha. Him từ r so và là gì đây? Sư r chim cơ ấy. Chim cơ. Sư r chim cơ ấy. Rồi, tiếp tục. Còn câu gì nữa? Đang làm sao cô nào đang đọc được cô đấy?
Đúng rồi. Hankook in hoặc là Hankook saram khoa. Hamke Iyaki Ha đúng rồi. Ha ta bộ nhân thì là gì đây? Hankook marin. Đúng rồi. Jayang suruke Hansu isaya. Ok nha. Một cách cha dân sư đức ta. Okay.